Gần 22 giờ ngày 25 tháng 2, chị L kinh doanh online đặt một nam shipper tới chở hàng đi giao cho khách ở quận 12. Khi nam shipper lái ba gác tới xếp hàng lên thùng xe rồi đi giao, sau đó chạy ra tới đầu hẻm 688 đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh thì dừng chờ đèn đỏ. Lúc này một người đàn ông đang ngồi nhậu với người bạn liên kề đi ra và trộm mất một bao hàng trên thùng xe. Chứng kiến người đàn ông này làm việc sai trái, nhưng những người có mặt tại bàn nhậu không ai phản ứng gì. Nam shipper không hề hay biết gì, cho đến khi tới địa điểm giao hàng thì bất chợt thấy thiếu hàng nên nam shipper mới check lại camera và phát hiện vụ việc. Sau đó người này báo cho chị L ra đầu hẻm để tìm lại hàng thì nhóm thanh niên kia đã bỏ đi. Bao hàng đã bị mở ra rồi vứt lại gần hiện trường, toàn bộ là quần áo nữ đã bị lấy đi gần hết, còn vài cái vẫn để lại. Theo chị L, bao hàng này chứa quần áo nữ có giá trị 1,6 triệu đồng. Số quần áo bị lấy đi thiệt hại khoảng 1 triệu và nam shipper phải bồi thường số tiền này.